em đang tìm hiểu và cũng đang quan tâm đến cái dự án Alpha City. Em thích cái hệ sinh thái của nó ở đây, với lại cái mật độ xây dựng rất thấp, khoảng 30%, một cái nơi của giới trẻ và hiện đại mà có thể rời từ thành phố Hồ Chí Minh qua đây sống, và đó sẽ là một khu đô thị mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì thành phố Hồ Chí Minh nó quá là đông rồi, nó sẽ ao đến những cái nơi mà thấp hơn, và sự lựa chọn giữa Đồng Nai hay Bình Dương hay những thành phố lân cận như Long An ấy, thì là sẽ là một sự lựa chọn rất là lý tưởng.